Ok, quay màn này mình sẽ để gần vào đây cho các bạn nha. Xem nào. Nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy đúng không? Chỉnh sáng lên. Yep. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng động tác một của cái bài. Tay đâu? Ok, đầu tiên nha. Giải thích động tác trước này. Đầu tiên thì các bạn về phía chân trước, các bạn chỉ cần nhún tại chỗ này thôi. Khi nhún ý, thì các bạn có thể đổi hai chân đều nhau như thế này, hoặc là nhún theo kiểu một chân đây, một chân lên, một chân xuống. Ok, tùy nhá. Rồi, về mình thì mình sẽ dùng cái này. Mình cút te hơn đấy. Rồi, đây các bạn sẽ mở cái tay phải ra trước này cho mình. Hai tay trái này. Sau đó úp này. Úp này, xong nắm hai tay vào để đưa chéo sang cái mang tay á. Và đổi. Nói chung là tay phải đi theo hình chữ V nhé. Được chưa? Đổi hai lần sang đây thôi là kết thúc. Sau đó mọi người mở ra đặt về ngực này. Sau đó thì hất qua đầu. Đẹp trai lên. Được chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi mọi người hất qua đầu xong thì tay phải trước này đưa lên che một nửa mặt nha. Sau đó đưa sang như kiểu là đấy, khuấy cơ ấy. Xong rồi lên sang. Sau đó về này. Về hai tay che mặt ở đây mình. Được chưa? Sau đó mở sang hai bên. Sau đó đưa về đây. Đó. Tiếp theo này. Cái này khá là cũng không khó lắm. Đưa hai tay để phần sau gáy như thế mình nhé. Được chưa? Để phần sau gáy. Sau đó đưa lên này. Xoay cái phần cổ tay ở phần mang tai một vòng. Xoay như này này. Đó. Con múa múa ngày xưa ấy. Giống múa ngày xưa ấy. Từ đằng sau này. Đưa lên xoay một vòng. Đặt về ngực gập xuống. Và xuống, và xuống 3 lần cho mình thế, được chưa? Sau khi làm 3 lần xong thì các bạn sẽ làm xoay quạt. Đó, xong đặt luôn cái phần tay trái ở đây. Tay phải thì sẽ đánh như thế này. Đó, và sau đó một chân bước lên. Ok, thế là xong. Còn về cái lưu ý phần xoay quạt ấy, mình cho sáng lên tím. Yep. Ok, sáng hơn. Về lưu ý cái phần xoay quạt như này này. Các bạn để ý này. Tay trái úp này, tay phải như này, để dọc như này mình. Cố gắng ngửa nó ra, được chưa? Bây giờ thì cố gắng ngửa cái tay phải này này. Ngửa tay phải, đó. Tiếp theo, xoay đúng cái vòng đấy. Tay trái bắt đầu ngửa lên. Thì đổi như này. Đấy. Giống tung chưởng á. Được chưa? Xoay nốt này. Là xong, sau đó thì úp tay phải, tay trái vào. Bắt đầu đánh. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ vào nhịp thử này. Thôi hát luôn đi nhá. 5, 6, 7 đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhá. Ta 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 đưa tay đây nào. Ập ta 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 nhau bạn nhá. Ừ lên. Đó là kết thúc. Bây giờ mình sẽ nhanh hơn này. 5, 6, 7 đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhá. Ta 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 tay đây nào. Ta 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 mãi bên nhau bạn nhá. Ừ. Ok. Đấy là động tác của bài Tình bạn diệu kỳ. Mình cứ quên thành đưa tay đây nào. Ok, như vậy là đã xong rồi. Thì mình mong là mọi người sẽ tập bài này xong sớm nhất có thể. Và cùng đu trên TikTok. Ok, mình cảm ơn mọi người đã xem hết video và rất mong mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.